Chào mừng các bạn đến với kênh Điện Nước 824. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là một cái cách lắp cái bộ đèn hồng ngoại trong phòng tắm. Bởi vì có cái lắp cái đèn hồng ngoại này thì mình xin kể các bạn nghe trong các quá trình mình làm điện nước. Thì cách đây không lâu thì có một khách hàng là bác sĩ, hay nói đúng hơn là hai vợ chồng đều là bác sĩ của một gia đình. Thì mình nói họ đề xuất với mình là gắn cho họ một cái đèn hồng ngoại ở trong phòng tắm. Thì theo cái ý của ông bác sĩ đó thì ông nói là cái đèn hồng ngoại này thì nó được dùng rộng rãi trong y khoa, để ráp trong phòng tắm thì nó có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất đó là cái đèn hồng ngoại này nó phát ra cái tia hồng ngoại, thì nó làm cho cái không gian mà mình lắp đặt đó nó rất là ấm cúng. Thứ hai là nó có khả năng là sát khuẩn. Thứ ba là nó có thể khử được cái mùi hôi ở trong cái phòng tắm hoặc là những cái chỗ mà nói chung nó ẩm ướt. Bởi vì cái đèn hồng ngoại này nó là phát ra cái tia hồng ngoại này, nó giống như là cái tia hồng ngoại ở trong cái ánh sáng mặt trời đó các bạn. Do đó thì mình lắp ở trong phòng tắm, mình có một cái công tắc để mình chủ động là lúc mở, lúc nào cần mở thì mở mà lúc nào cần tắt thì tắt. Cái công tắc này mình sẽ lắp ở trong phòng tắm luôn, để cho cái người sử dụng đó người ta có thể là chủ động mở, tắt mở bất cứ lúc nào. Thì do cái trong cái môi trường phòng tắm này nó ẩm ướt đó, do đó là mình sẽ sử dụng cái công tắc bằng phao điện để cho nó gắn ở trên cao, rồi thòng dây xuống mình giật dây mình tắt mở. Thì như vậy nó sẽ an toàn hơn là những cái công tắc loại mà kiểu thông thường. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp đặt nha các bạn. Thì các bạn như là mình đã gắn xong cái dây điện và công tắc cho nó nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái lắp cái đèn này vào. Các bạn cũng phải lưu ý một điều là cái trần của một cái phòng tắm này nó phải ít nhất là 2m7 nha các bạn. Tại cái đèn này nó lớn thì mà khi mà nó phát ra cái ánh sáng nó cũng là có cái sức nóng đó. Do đó thì cái nếu mà cái trần phòng tắm mà thấp quá, khoảng từ 2,5m trở xuống thì không có phù hợp để gắn được nha các bạn. Có phải từ là 2,7m trở lên. Thì cái tia hồng ngoại này nó không có gây, nó không có tác hại cho mắt như là cái tia tử ngoại nha các bạn. Các bạn lại lưu ý là cái đèn này là tia hồng ngoại, không phải là cái tia tử ngoại. Thì có nhiều người ta cũng hay nhầm lẫn, hay nghĩ là
hồng ngoại với tử ngoại là giống nhau, nhưng mà cái hồng ngoại này là nó chỉ phát ra ánh sáng nóng có tác dụng nhiệt thôi, chứ nó không có gây cái bức xạ như là cái tia tử ngoại. Cái tia tử ngoại còn gọi là tia cực tím đó. Thì còn cái đèn hồng ngoại này là cái tia hồng ngoại, cái ánh nó không phải là, nó không có giống với cái tia tử ngoại. Tia tử ngoại thì nó chỉ dùng cho những cái trường hợp là những cái phòng mạch, đây là những cái cơ sở y tế thì họ mới dùng. Còn cái đèn hồng ngoại này thì hiện nay thì nó rất là phổ thông, và các bạn có thể mua ở các những cái tiệm mà bán dụng cụ y khoa, và nó khoảng chừng 300.000 một cái. Đối với cái công tắc phao điện này thì mình không gắn hai cục phao mà chỉ gắn một cục thôi các bạn. Thì cái cách gắn này nó giống như là ở những cái tiệm rửa xe mà người ta cũng gắn như vậy. Tức là trong cái môi trường ẩm ướt này đó thì mình điều khiển từ xa như vậy thì nó sẽ an toàn. Khi muốn mở mình chỉ là kéo nhẹ nó xuống một cái, các bạn nghe tiếng cách một cái, rồi khi mà mình muốn tắt thì mình nâng nhẹ nó lên thì là nó sẽ tắt, rồi bạn để yên vậy. Bây giờ mình đã cấp điện cho nó rồi, bây giờ mình thử nha các bạn. Các bạn chỉ cần kéo nhẹ cái phao này xuống thì là nó sẽ mở đó. Các bạn thấy không, cái ánh sáng của nó rất tỏ ra rất là ấm áp. Thì khi mình muốn tắt là chỉ việc là nâng lên. Thì cái lợi ích của cái công tắc này là ở trong cái môi trường này có nhiều cái nước, khi mà mình sử dụng cái phòng tắm nó có ướt ở cái ngay cả ướt cái sợi dây này cũng không sao, tại vì cái phần điện của nó nằm tốt ở trên, nó không ảnh hưởng gì đó, nó rất là an toàn. Thì nếu như mà các bạn không thích công tắc này thì mình vẫn có thể gắn công tắc thường ở phía ngoài phòng tắm cũng được. Nhưng mà mình nghĩ là cái công tắc loại dạng này gắn ở trong phòng tắm luôn, thì khi mà mình cần tắt mở mình không cần ra ngoài nữa, mình tắt mở bất cứ lúc nào. Có thể là mình chỉ cần mở lên 2 phút rồi mình tắt cũng được. Thì nó hoàn toàn chủ động nha các bạn. Thì với cái cách làm này, mình đã gắn cho nhiều nhà, nhiều cái hộ gia đình, và chủ nhà cũng qua quá trình sử dụng đó họ cũng rất là hoan nghênh, và họ công nhận là những cái lợi ích của cái đèn hồng ngoại sử dụng cho cái trường hợp của cái trong phòng tắm. Thì tương tự vậy ở những cái không gian khác như là nhà kho hay là những cái chỗ mà ẩm thấp nói chung đó, thì mình gắn cái này để thỉnh thoảng mình mở nó lên để mà mình sấy cái môi trường xung quanh đó, nó cũng rất là tốt nha các bạn. Hoặc là cái người mà thường ở trong nhà mà ít có ra ngoài trời, không có tiếp xúc với cái ánh nắng mặt trời đó, thì mình mỗi ngày mình khi mà sử dụng trong phòng tắm đó, mình mở cái đèn này lên vài phút thì nó cũng có cái tia hồng ngoại, nó làm cho cái phần da và cái những cái cơ thể của mình nó thiếu ánh sáng mặt trời đó, nó cũng là có những cái tác dụng tốt. Ngoài ra thì nó cũng có thể là làm cho cái không gian của mình nó không còn những cái mùi ẩm mốc khó chịu. Bởi vì thì nhất là những cái phòng tắm mà mình ít sử dụng thì nó cũng có cái mùi, mà mình sử dụng nhiều quá thì nó cũng có những cái hơi ẩm nhiều. Do đó cái đèn này thì nó có những cái lợi ích như vậy. Thì các bạn
qua cái video này các bạn có thể là tự lắp đặt, mua về tự lắp đặt, và các bạn là mua về kêu thợ điện, họ một thợ điện bình thường đều có thể lắp đặt được giùm các bạn. Rồi mọi ý kiến đóng góp các bạn có thể để lại cái comment cho mình nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video này. Nếu mà các bạn chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ với mình. Xin chào các bạn.